Hôm nay thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chắn bùn sau của dòng xe Honda Vario 160. Thì có một vài anh em hỏi mình là có nên độ lại cái chắn bùn sau của dòng xe Vario hay không, tại vì cái lộ riêng của nó thì rất là ngắn ha. Và thứ hai là sau khi đã độ xong rồi thì nó có giảm được cái độ dơ hay không. Thì trong video này thì mình sẽ trả lời cho các bạn về hai câu hỏi này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem về cái tình trạng xe của mình sau khi mà mình đã độ cái chắn bùn sau lên rồi. Đấy, thì như anh em nhìn thấy nè, cái chắn bùn sau này thì mình mua có 150 thôi đó. Thì sau khi mình đã gắn vào thì các bạn nhìn thấy là khi mà mình chạy những con đường trời mưa này kia, anh em nhìn thấy không đó, nó vẫn dơ nha các bạn nha, nó vẫn dơ những cái heo dầu, rồi nó văng lên tới trên đây luôn, heo dầu dơ nè, rồi cái phục cũng dơ. Nhưng mà điều đặc biệt á là nó sẽ không văng được vào tới cái miếng cao su này đó, như các anh em nhìn thấy này ha. Đó, cái miếng cao su này thì mình cũng đã thay luôn đó. Trong đây thì nó vẫn còn sạch nha, nó vẫn còn sạch, tại vì nó chỉ văng tới chỗ cái phần này thôi, văng tới phần này là cùng à đó, nên là nó sẽ không bay được vào cái miếng cao su này. Và đặc biệt thì nó sẽ che chắn được cái phần động cơ bên trong. Còn cái chắn bùn xin á, chắn bùn xin những video trước mình đã quay cho anh em xem á, thì nó chỉ ngắn được tới đây thôi, ngắn tới đây thôi. Sau khi mà mình chạy những con đường trời mưa ướt rồi á thì nó văng vô tới trong đây luôn, nó văng vô nó làm dơ cái miếng cao su luôn các bạn. Mình nghĩ thì anh em nên gắn đi thì nó sẽ hạn chế được cái bùn nó sẽ văng vào phía trong này. Nhiều khi nó văng nhiều quá thì cái miếng cao su này nó cũng không đủ để che chắn anh em ạ. Đấy, thì mình thấy là cũng khá là ổn, cũng cải thiện được một phần nào đó về cái bùn nó văng vào ở phía trong, ở phần lốc máy bên trong đó các bạn nha.